xin giới thiệu với các bạn là một cái bộ chuyển đổi từ phanh cơ sang phanh dầu. Đây nguyên bản phanh cơ của nó là như thế này nhé. Phanh cơ là như thế này, chuyển qua phanh đĩa. Thì bộ này sẽ bao gồm một cái miếng chuyển đổi như này. Đấy. Nguyên lý hoạt động của nó là nó sẽ lắp vào đây. Khi nó lắp vào đây ấy, là nó sẽ bung cái con côn này, ốc côn này. Siết vào đây như này. Đấy, khi các bạn siết cái đĩa phanh vào đây này. Cái miếng này nó sẽ bung ra khỏi cái lòng của cái thằng này này. Và nó sẽ cố định luôn trên cái mâm rừng này. Đấy. Đấy, nó sẽ như thế này. Cái động cơ này là nó hơi căng một chút. Đấy, về nguyên tắc nó sẽ như thế này. Mình sẽ siết làm sao cho cái đĩa nó vừa bằng cái trên mặt cố định cũ của nó là cái mặt này. Đấy, như này. Đây là một bộ ốc của nó sẽ bao gồm 3 con ốc. Đấy, về cơ bản thì nguyên lý để lắp cái củ phanh đĩa của nó để cố định lên trên cái mâm phanh của nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy, sau khi các bạn siết căng cái này lên ấy, thì cái đĩa này sẽ được cố định trên cái phanh. Tiếp theo thì nó đến với cái phần chuẩn hơn của nó nữa, nó chính là cái bộ gá này. Bộ gá này sẽ bao gồm một cái thanh rằng như này. Đây, cái bộ gá này sẽ được lắp đặt vào đây. Đấy, lắp đặt ở phía trong như này. Tất nhiên là nó sẽ ở trong cái động cơ cũ của các bạn bỏ ra ấy, nó sẽ có những cái ống căn ở trong này để cho các bạn căn với cái khoảng cách vừa phải ấy, như thế này. Đấy, củ phanh sẽ được bắt lên đây. Và để chống xoay cái này thì nó chống cái này bị dao động ấy, thì nó sẽ dùng một cái thanh rằng như thế này để giữ lên cái vị trí cũ của cái phanh cơ. Nó sẽ có cái ấn ốc giữ này, thì mình sẽ bắt luôn cái hãm này vào cái thanh rằng như thế này. Đấy, là nguyên bộ của nó như vậy. Ốc ác là bên mình sẽ trang bị đầy đủ như con này. Đấy, dây dầu là dài một về đằng sau là thoải mái, dây dầu của nó khoảng 1m7. Thì tí nữa mình sẽ quay một con xe đã lắp hoàn thiện cho các bạn xem. Đây là cái bộ này là mình lắp đã lâu rồi này, cũng theo cái kiểu như vậy đây. Thì nó có cái cùi này. Đấy, nó có cái thanh rằng bắt vào cái chốt cũ và cái chốt mới. Cái này thì do khách hàng người ta đánh mất thì người ta dùng cái thanh sắt khác. Đấy, còn nói đây nhá. Đấy, thì cái thanh đen của mình bắt vào đây là được.